Bản tin tài chính hôm nay gồm những tin chính sau. Giới chức Fed quay xe, đồng lòng muốn giảm tốc độ hạ lãi suất. Trung Quốc tiếp tục hạ lãi suất để vực dậy nền kinh tế. 3 rủi ro tác động đến nền kinh tế Việt Nam và Đông Nam Á cuối 2024 đầu 2025. Hàng loạt dự án nhà ở tái khởi động. Kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 3 năm 2024 của các ngân hàng. Danh mục tự doanh VN Direct bất ngờ tăng lên gần 1 tỷ đô la Mỹ. Hasako tăng lãi 10 lần nhờ hưởng lợi kích cầu xe sang. Giới chức Fed quay xe, đồng lòng muốn giảm tốc độ hạ lãi suất. Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, ông Jeffrey Smith cho biết ủng hộ việc giảm tốc độ hạ lãi suất trong bài phát biểu ngày 21 tháng 10. Ông Smith cho rằng Fed cần thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất để giữ ổn định kinh tế và kiểm soát lạm phát. Ông nhấn mạnh rằng, hạ lãi suất chậm sẽ giúp xác định rõ mức lãi suất trung lập và tránh gây biến động trên thị trường tài chính. Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lori Logan, cũng đồng tình với quan điểm này, cho rằng các đợt hạ lãi suất từ từ sẽ hạn chế rủi ro trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn bất ổn. Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neil Kashkari, cũng cho biết Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất nhưng với tốc độ khiêm tốn hơn trong các quý tới, dựa trên tình hình thực tế của thị trường lao động và dữ liệu kinh tế. Chứng khoán Mỹ đứt chuỗi tăng khi nỗi lo lãi suất cao trở lại. Phiên giao dịch ngày 21 tháng 10, chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều giảm điểm do lo ngại về lãi suất cao. Chỉ số S&P 500 giảm 0,18% xuống 5.854 điểm, còn Dow Jones mất 344 điểm, đóng cửa ở mức 42.932 điểm, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 3 ngày. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite đi ngược xu hướng khi tăng 0,27%, kết phiên ở mức 18.540 điểm. Cổ phiếu tiêu dùng và xây dựng là hai nhóm giảm sâu nhất khi nỗi lo lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn gia tăng. Cổ phiếu Target giảm 3,8%, Builders FirstSource mất 5,2% và Lennar tụt 4,4%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,198%, mức cao nhất kể từ cuối tháng 7. Ông Sam Tovo, chiến lược gia đầu tư tại CFAA cho rằng, việc lợi suất trái phiếu tăng phản ánh kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ hạ lãi suất do nền kinh tế vẫn đang mạnh mẽ. Khoảng 1/5 số cổ phiếu thuộc S&P 500, bao gồm những tên tuổi lớn như Tesla và Coca-Cola, sẽ công bố kết quả tài chính trong tuần này. Các nhà đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng tăng giá của cổ phiếu. Tuy nhiên, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cũng như rủi ro địa chính trị có thể gây thêm nhiều biến động hơn nữa. Trung Quốc tiếp tục hạ lãi suất để vực dậy nền kinh tế. Ngày 21 tháng 10, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã cắt giảm lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất cho vay tiêu chuẩn kỳ hạn 1 năm xuống 3,1% và lãi suất kỳ hạn 5 năm xuống 3,6%. Đây là động thái nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng yếu kém và thị trường bất động sản trì trệ. Theo ông Shane Oliver, chuyên gia kinh tế tại AMP, động thái này thể hiện nỗ lực của Trung Quốc trong việc sử dụng chính sách tiền tệ quy mô lớn để hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các biện pháp tài khóa cũng rất cần thiết để kích thích tăng trưởng bền vững. Ông Ji-Wei Zhang từ Pinpoint Asset Management dự đoán Trung Quốc sẽ còn tiếp tục giảm lãi suất vào năm 2025 khi Mỹ bắt đầu hạ lãi suất. Dù Trung Quốc đã báo cáo tăng trưởng GDP quý 3 ở mức 4,6%, nhỉnh hơn kỳ vọng, nhiều chuyên gia cho rằng các biện pháp kích thích mạnh mẽ hơn vẫn cần thiết để đạt mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm 2024. 3 rủi ro tác động đến nền kinh tế Việt Nam và Đông Nam Á cuối 2024 đầu 2025. Theo ông Heng Kun Hau, trưởng bộ phận chiến lược thị trường, khối nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu, ngân hàng UOB Singapore, có 3 rủi ro chính sẽ tác động đến nền kinh tế và thị trường Đông Nam Á trong phần còn lại của năm 2024 và đến năm 2025. Thứ nhất, các xung đột leo thang tại Trung Đông có thể làm gia tăng rủi ro địa chính trị và đẩy giá năng lượng tăng cao, tác động tiêu cực đến kinh tế khu vực. Thứ hai, tình hình kinh tế Trung Quốc, mặc dù đã được hỗ trợ bằng các biện pháp kích thích, vẫn đang trong tình trạng không chắc chắn. Nếu các biện pháp này không đủ mạnh, sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc có thể gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến các đối tác thương mại trong khu vực. Cuối cùng, rủi ro lớn nhất đến từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11. Kết quả cuộc bầu cử sẽ ảnh hưởng mạnh đến chính sách tiền tệ, lãi suất và đồng USD. Nếu Donald Trump thắng cử, chính sách kinh tế của ông có thể gây ra lạm phát, khiến lãi suất của Fed giảm chậm hơn dự kiến, tạo áp lực lớn lên các nền kinh tế Đông Nam Á. Trung Quốc có thể tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu thép trong năm 2025. Theo Reuters, do tiêu thụ trong nước bị kìm hãm bởi sự suy yếu của lĩnh vực bất động sản, Trung Quốc đang trên đà xuất khẩu hơn 100 triệu tấn thép trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 2016. Theo ông Lauren Zhang, cố vấn chính về thị trường thép và nguyên liệu thô tại Wood Mackenzie, chi phí sản xuất thấp và nhu cầu tăng cao từ các khu vực như Đông Nam Á, Trung Đông và Bắc Phi, MENA, sẽ giúp xuất khẩu thép của Trung Quốc năm 2025 sẽ đạt từ 90 đến 100 triệu tấn. Nhà sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc Baosan Iron và Steelcore đã xuất khẩu kỷ lục 5,84 triệu tấn sản phẩm thép trong năm 2023, tăng 46,6% so với năm trước đó. Cuối tháng 8,
Công ty này cho biết họ đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 6 triệu tấn trong năm nay và hơn 10 triệu tấn mỗi năm vào năm 2028. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại gia tăng khi nhiều quốc gia áp dụng biện pháp chống bán phá giá với thép Trung Quốc. Năm nay, có 28 vụ kiện liên quan đến sản phẩm thép từ Trung Quốc. Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng thép Trung Quốc vẫn giữ được tính cạnh tranh nhờ sự phân tán các thị trường chính, bao gồm Đông Nam Á, Trung Đông và Nam Mỹ. Hàng loạt dự án nhà ở tái khởi động. Những dự án bất động sản bị đình trệ từ năm 2018 đang dần tái khởi động, giúp giảm cơn khát nhà ở tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê từ Theo hội môi giới bất động sản Việt Nam, VAS, các dự án có thông tin triển khai trở lại trong thời gian qua có thể kể đến như dự án Astro City, thành phố Thuận An, Bình Dương, Hà Nội Melody Residence, Linh Đàm, Hà Nội, QMS Tap Tower, Tô Hữu, Hà Nội, The Summit Building, Trần Duy Hưng, Hà Nội và khu đô thị E-City Tân Đức, Đức Hòa, Long An. Đặc biệt, dự án Panomax River Villa, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cũng được TTC Land khởi công lại và dự kiến bàn giao vào quý 2 năm 2025. VAS cho rằng, việc tái khởi động dự án được thúc đẩy nhờ chính sách hỗ trợ từ chính phủ như giảm thuế, nới lỏng tín dụng và quy định buộc dự án phải triển khai trong 48 tháng hoặc bị thu hồi đất. Tuy nhiên, nhiều dự án đối mặt với khó khăn về hạ tầng xuống cấp và chi phí tăng, buộc phải tăng giá bán. VAS khuyến nghị doanh nghiệp nên cân nhắc lãi ít, hoa vốn và tìm kiếm đối tác để giảm gánh nặng tài chính. Kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 3 năm 2024 của các ngân hàng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Techcombank, Mã, TCB công bố lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 22.842 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt 26.900 tỷ đồng, tăng gần 34%, trong khi hoạt động dịch vụ tăng 17,1%. Tổng tài sản của Techcombank đến cuối tháng 9 năm 2024 đạt hơn 927.100 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long, Kiên Long Bank, Mã, KLB cũng báo cáo lợi nhuận quý 3 đạt 209 tỷ đồng, giảm 12%, nhưng lũy kế 9 tháng vẫn tăng trưởng 19%. Ngoài ra, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam, LP Bank, ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 tăng mạnh 133%, đạt 2.889 tỷ đồng, với lũy kế 9 tháng tăng 139%. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh Vượng và Phát triển, PG Bank, công bố lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 76,9 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dù Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, VP Bank, Mã, VPB chưa công bố kết quả kinh doanh quý 3, nhưng nhiều công ty chứng khoán dự kiến lợi nhuận VP Bank có thể tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo, VPB là một trong những cổ phiếu ngân hàng được tự doanh công ty chứng khoán mua ròng mạnh nhất trong năm 2024, với giá trị mua ròng lên đến 1.220 tỷ đồng. Danh mục tự doanh VN Direct bất ngờ tăng lên gần 1 tỷ USD. VN Direct đã công bố danh mục tự doanh tăng mạnh, đạt gần 1 tỷ USD, trong đó trái phiếu chiếm 45% với giá trị lên tới 13.129 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối tháng 6. Mặc dù doanh thu hoạt động quý 3 giảm 27% so với cùng kỳ, VN Direct vẫn ghi nhận lũy kế lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng 23%, đạt 1.467 tỷ đồng nhờ giảm chi phí. Khoản đầu tư lớn nhất là vào trái phiếu chiếm 45% danh mục tự doanh cuối kỳ, khoảng 29.200 tỷ đồng, xấp xỉ 1,2 tỷ USD, trong khi các cổ phiếu như VPB, XSG, C4G và LTG đều gặp khó khăn. Đáng chú ý, VN Direct đang lỗ 55% từ cổ phiếu tập đoàn Lộc Trời, LTG, tương đương 63 tỷ đồng. Do hoạt động kinh doanh của công ty này gặp nhiều vấn đề, cùng với việc cổ phiếu bị hạn chế giao dịch từ ngày 24 tháng 10. Tổng tài sản của VN Direct cuối tháng 9 đạt gần 43.300 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở các tài sản tự doanh. Mặc dù có một số khoản đầu tư sinh lời, công ty vẫn đối mặt với rủi ro từ các khoản đầu tư như LTG, với mức lỗ kéo dài và khó có khả năng hòa vốn trong ngắn hạn. Hasako tăng lãi 10 lần nhờ hưởng lợi kích cầu xe sang. Trong quý 3 năm 2024, công ty cổ phần dịch vụ ô tô hàng xanh Hasako, mã XAX, ghi nhận doanh thu tăng 38%, đạt 1.536 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng vọt 169% nhờ cải thiện biên lợi nhuận và các chính sách giảm chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thuế của Hasako đạt hơn 90 tỷ đồng, gấp gần 10 lần cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao thứ hai trong lịch sử công ty. Lý do chính đến từ chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô và sự tăng trưởng nhu cầu xe sang. Đồng thời, việc mở rộng đại lý bán xe MG lên 12 địa điểm cũng giúp tăng trưởng doanh thu. Tính chung 9 tháng đầu năm, Hasako đạt 3.700 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 183 tỷ đồng, hoàn thành gần 92% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Hasako hiện phân phối ô tô Mercedes-Benz và MG, đang mở rộng sang phân khúc xe điện với Mercedes-Benz và VinFast. Doanh nghiệp cao su báo lãi lớn. Giá cao su tự nhiên tăng mạnh trong năm 2024 nhờ thời tiết không thuận lợi và nguồn cung khan hiếm đã giúp các doanh nghiệp cao su báo lãi lớn trong quý 3. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, GVA, ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 801 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. Cao su Tây Ninh, TAC, cũng báo cáo lãi sau thuế hơn 73 tỷ đồng, tăng gần 6 lần. Công ty Cao su Phước Hòa, PXA,
đạt lợi nhuận sau thuế gần 33 tỷ đồng, gấp 47 lần so với quý 3 năm 2023, nhờ giá cao su tăng và nhận cổ tức từ thủy điện Jeruco Sông Côn. Ngược lại, nhóm xăm lốp gặp nhiều khó khăn. Cao su Đà Nẵng, DIC, báo lãi sau thuế quý 3 giảm 39%, xuống 46 tỷ đồng do giá vốn tăng và lỗ tỷ giá. Casumina, CSM cũng báo doanh thu giảm 18%, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 19% nhờ chi phí thuế hoãn lại. Các chuyên gia từ MBS dự báo giá cao su sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao do tình trạng thiếu nguồn cung và xu hướng chuyển đổi đất trồng cao su sang mục đích kinh tế khác, đặc biệt tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.